Các nghiệm pháp ngăn kéo ở khớp gối. Các nghiệm pháp ngăn kéo được sử dụng để đánh giá sự toàn vẹn của các dây chằng chéo bên trong khớp gối. Nghiệm pháp ngăn kéo trước để đánh giá dây chằng chéo trước. Nghiệm pháp ngăn kéo sau dùng để đánh giá dây chằng chéo sau. Các dây chằng này giữ vững mông chảy lên xương đùi, hạn chế sự di chuyển ra trước hoặc ra sau quá mức của mông chảy và hoặc xương đùi. Cách thực hiện: Bệnh nhân nằm ngửa. Đặt bàn chân lên mặt giường sao cho gối gập 90 độ để cố định đầu dưới xương chày. Người khám ngồi, đặt mông lên phần trước của bàn chân người bệnh. Hai bàn tay người khám nắm lấy cẳng chân, sao cho hai đầu ngón cái ở lồi củ chày để... đánh giá độ vững của dây chằng chéo trước. Hai tay kéo xương chảy ra phía trước. Để đánh giá độ vững của dây chằng chéo sau. Hai tay đẩy xương chảy ra sau. bình thường độ dịch chuyển của xương chày không đáng kể, với cảm giác chắc. Dương tính khi dịch chuyển nhiều hơn 4 đến 6 mm hay nhiều hơn bên bình thường, với cảm giác mềm hoặc lòng. Lưu ý, luôn luôn bắt đầu với cẳng chân ở tư thế trung tính để tránh dương tính giả. Ví dụ, khi có tổn thương dây chằng chéo sau, mông chày có thể di lệch ra sau vào lúc bắt đầu nghiệm pháp. Nếu thực hiện nghiệm pháp ở tư thế này, người khám có thể kết luận nghiệm pháp ngăn kéo trước dương tính vì có sự dịch chuyển mâm chảy ra trước quá mức trong khi dây chẳng chéo trước vẫn còn nguyên vẹn ngoài ra cũng cần so sánh hai bên cảm ơn bạn đã xem video này